Agrochrome Complex Texia, một trong những tập đoàn nông nghiệp hàng đầu của Nga, là một trong những nhà sản xuất thịt lợn và các sản phẩm từ sữa lớn nhất trong nước. Giữ vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng năng suất lao động trong tổ hợp công nghiệp nông nghiệp của Nga, nổi tiếng với chuỗi sản xuất khép kín từ trồng trọt, chăn nuôi đến chế biến thực phẩm. Hiện các sản phẩm của Agrochrome Complex Texia đã xuất khẩu sang nhiều châu lục trên thế giới với quy mô hoạt động lớn, tích hợp theo chiều dọc bao gồm mọi thứ từ nông nghiệp đến chế biến thực phẩm. Với lịch sử 35 năm thành lập và phát triển, Agrochrome Complex Texia với mục tiêu mở rộng khả năng của tổ hợp công nghiệp nông nghiệp, tạo ra một văn hóa mới về sản xuất và tiêu thụ thịt và sữa. Cam kết phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, đầu tư mạnh vào các công nghệ hiện đại, giảm thiểu tác động tiêu cực đến tự nhiên. Các sản phẩm của Agrochrome Complex Texia lần này góp mặt tại triển lãm Việt Food and Beverage 2024 và được giới thiệu bởi công ty trách nhiệm hữu hạn APK Trading. Đơn vị đem đến các sản phẩm chủ lực bao gồm thịt lợn và các sản phẩm khác như giò, chả, xúc xích, salami. Ngoài ra, các giải pháp công nghệ hiện đại trong sản xuất và chuỗi cung ứng cũng được trình bày, hướng đến việc mở rộng thị trường tại Việt Nam và khu vực châu Á. Đây là cơ hội quan trọng để Agrochrome Complex Texia nâng cao độ nhận diện và tìm kiếm cơ hội phát triển tiềm năng trong tương lai.